Rồi chúng ta sẽ đi coi cái quán cà phê có rất là nhiều cá koi. Đây. Đây, rất là nhiều. Ở đây là cái hồ mà cá koi size nhỏ. Nhiều nha. Wow, khi mà mình tới là nó rất là dạng nè. Ê, nó bơi lên không? Bơi lên không? Đấy, rất là nhiều, rất là đông. Mật độ tả rất là dày. Ở đây người ta sản xuất luôn. Chứ cũng không phải là lát nữa mình sẽ đi ra ngoài cái khu mà người ta nuôi. Một cái dạng mình nhìn ở đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua coi cái hồ lớn ha. Ở đây có một cái hồ lớn và tai cá rất là lớn. Đấy, góc này nè. Rất là nhiều luôn. Và có những con size to nha. Đây, màu trắng bự nè. Hơi trao nước. Rồi, để size dễ nhìn thấy hơn. Đấy, wow. Wow. Ở đây các bạn sẽ coi những cái size to hơn nhiều. Bên kia trống hơn. Chúng ta đi qua bên này đi. Ở bên đây cho mọi người coi size cá koi rất là to trong một cái quán cà phê. Ở đây người ta cấy ghép nuôi luôn. Nữa mình sẽ đi ra cái khu phía sau. Đây, ở đây là cái hồ kính. Hồ kính có thành kính và có những size rất là to. Rồi ở đây này chỉ toàn là cá to thôi. Ở đây mình thấy có một số mẫu như là màu vàng, đen, đỏ, trắng. Theo thông tin mà mình biết thì những con koi mà có giá trị thì là sẽ càng lớn và cùng một màu á, nghĩa là những cái này ví dụ VIP có một cái con màu nè, một màu không có bất kỳ một cái đốm hay là cái vòng la gì cả. Đấy, những cái con phía xa kia kìa. Thấy không? Nó cùng có một màu duy nhất thôi, màu trắng hoặc là màu vàng hoặc là màu đỏ hoặc là màu đen. Đấy. Thì nó rất là dạng và đặc điểm của loài này là mình chẳng thấy bao giờ nó cắn nhau. Kiểu nó vậy. Đây là khu lọc. Và hệ thống lọc. Mình ra phía sau nha, ra phía sau có hệ thống lọc nha. Đấy. Rất là nhiều lưới lọc nè. Ở đây là xử lý nước. Nhiều lưới. Wow. Đây, ở đây có một cái hệ thống điện điều chỉnh để xả nước rồi bơm nước. Nói chung là nhìn rất là phức tạp. Rồi. Cà phê thì rất là rộng. Ở đây có khu vui chơi cho em bé. Đây, đặc biệt là khu này. Mình sẽ đi ra phía sau. Một chút xíu nó sẽ có những cái hồ cá koi nhỏ đang được giống như kiểu là người ta phải nuôi đó. Đấy, các bạn thấy không? Ở bên kia nữa kìa. Đấy. Ở đây rất là... Dạ. Dạ. Rồi, đây. Ở đây mình gặp anh chủ. Anh chủ cho phép mình đi vô đây quay luôn. Rồi, cảm ơn anh. Đây, chúng ta sẽ đi được tham quan luôn. Ở đây là koi size nhỏ ha, mình thấy ở đây là mình nuôi hả? Không nhập được. Nhập rồi mình cái này là mình rộng hay là mình phải như vậy thì nó có lớn không anh? Từ từ nó mới có lớn rồi. Lớn rồi mình ra phía sau. May quá gặp được anh chủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi coi từng hồ luôn nha các bạn. Rồi. Ở đây không thấy lắm. Đây. Đây là cá koi, theo thông tin này là đây là cá koi nhập và chúng ta đây là giống như hình thức rộng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra hồ rất là nhiều hồ. Đây. Phía sau đây nè. Wow. Tuyệt vời, đẹp quá. Wow. Khủng long đây rồi. Wow. Wow, thật là kinh khủng. Đẹp lắm các bạn ơi. Rồi, đây là hệ thống lọc. Wow, ở đây toàn là những con to quái vật không? Bự thật. Như là một chiếc tàu ngầm ấy các bạn. Wow. Lần đầu tiên mình thấy những con koi to như thế này.
trực tiếp nha các bạn. Trên video trên YouTube thì mình thấy nhiều, nhưng mà trực tiếp thì đây là lần đầu tiên mình thấy những size rất là to. Rồi chúng ta đi qua đây coi thêm những con mình này. May quá, nhờ được anh chủ cho vô đây coi. Wow, rất là đẹp. Ồ, ở bên này không có chói nắng này, chúng ta sẽ nhìn thấy nè. Wow, đẹp tuyệt vời. Wow, toàn là size to không. Lát nữa mình sẽ qua bên khu bên kia, thấy bên kia còn nữa các bạn. Wow, đẹp quá. Ồ, chúng ta sẽ coi những con phía dưới này. Wow, đẹp. Theo thông tin mà mình được biết thì là những cái con cá koi mà có một cái chiều dài khoảng tầm 1 mét, hoặc là thân hình mà dày, nhìn trông khỏe và mức độ thuần chủng thì giá có thể là vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một con. Ở Hồ Chí Minh có những cái hồ mà đâu 13, 14 tỷ đồng chỉ để nuôi cá koi. Và ở đây là cái khu vực mà rộng cá size to. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia nha, chúng ta sẽ đi vòng thêm một chút xíu nữa. Rồi chúng ta sẽ đi luôn, trực tiếp luôn ha. Wow, đúng là thủ phủ nơi mà gọi là nuôi cá koi nhiều. Đây hệ thống lọc rất là nhiều, bể lọc. Bên này là sao nè? Rồi hồ này là hồ X2, chắc là hệ thống cá nhỏ. Bên này chưa hệ thống mới sửa. Wow, bên này đây dày đặc luôn, nhiều kinh khủng. Wow, đấy, tuyệt vời chưa? Trời ơi, thiên thu cá luôn. Wow, đây mình đang đi ở trên cách mặt đất khoảng tầm hơn 1 mét nha các bạn. Đấy, rồi bên đây nữa nè, nhiều lắm. Và mình nghĩ là lần đầu tiên mình được những cái cảnh quay như thế này, và các bạn cũng sẽ lần đầu tiên được coi nhiều cá như vậy. Tại vì những cái khu mà nuôi như cái thế này người ta hạn chế cho người ngoài vô lắm các bạn, tại vì nó sợ không an toàn hoặc là ảnh hưởng. Ở đây là hồ đang xử lý không có cá, đang xử lý không có cá. Đây hệ thống lọc phía giữa không có cá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tiếp để đi qua bên hồ, hệ thống hồ K3. Đây hồ này là KXX3. Rồi ở đây là size trung bình, mình nghĩ là size trung bình, size cá trung bình. Ở dưới kia có cái hồ size rất là to. Wow, nhìn ở trong đây không có chói nắng thì nhìn rất là đẹp. Wow, đây có một con cá. Giờ cá lớn. Mình thấy đặc điểm của cá koi là khi mà thả đông số lượng thì nó không có cắn nhau. Nghĩa là cái loài này thở dĩ nó được ưa chuộng là vì nó vừa đẹp, mà mình thấy là nếu mà chăm sóc kỹ thì nó sống cũng rất là lâu, và đặc biệt là nó chẳng bao giờ cắn nhau, nó quý tộc ở chỗ đó. Đây, wow, tuyệt vời. Wow, giống như là cá bập bẹn á nha. Loài này mình nói chung ở trong đây nhiều, nếu mà không phải là chủ thì chắc chẳng ai biết tên hết mấy cái loài này. Chúng ta coi vì thấy đẹp thôi, coi vì nghệ thuật thôi. Tên thì chắc chẳng biết đâu. Anh chủ có nói chắc chúng ta cũng không biết. Mình sẽ đi lên những cái tấm này và mình qua đây. Đây lần này mình sẽ có một cái view đẹp hơn để cái hồ cá đại nha. Wow, đẹp kinh khủng, to kinh khủng mọi người ạ. Wow, thì chắc mình quay đến khi nào mà cái điện thoại hết pin thôi, chứ thật sự ra nhìn cá kiểu này rất đẹp. Đừng có lọt xuống dưới đó nha. Bên đây còn một cái hồ nữa. Đây cái lối đi này một cái hồ nữa, nó nhiều cá, nói chung là nhiều cá, toàn là cá to đấy. Trời ơi, kinh khủng chưa. Đấy, chúng ta đột nhập vào thủ phủ của cá koi luôn rồi các bạn ạ. Cá koi tính bằng ngàn con, nhiều quá. Đấy, mình sẽ quay toàn cảnh vô cái khu này mình, và bên đây còn là đang xây dựng nữa nè. Đây đang xây dựng rất là nhiều. Wow, đây rất là nhiều. Và đây là cái thương hiệu của cái quán cà phê này. Đấy, Patio, chuyên về các cái loại cá koi. Đây nó có tên nè các bạn. Đấy, cái gì sake rồi Yamabuki nè, những con mà màu đỏ là Benigoi, rồi Showa,
Siro, à có tên đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kohaku là cái con bên phía góc kia. Này kiểu vậy, có tên đây rồi. Con màu vàng là Yamabuki. Ồ, mình nghĩ là mình thích cái con màu vàng. À, chúng ta sẽ học cái tên nó luôn hãy. Yamabuki. Rồi chúng ta sẽ đi kiếm những con Yamabuki. Đây, Yamabuki đây rồi. Ai, wow, vàng màu vàng tuyệt luôn. Yamabuki. Đấy, Yamabuki đấy. Yamabuki là cái con màu vàng, thiệt là vàng. À, những cái con mà có đốm đốm đỏ đỏ mà đen nó được. À thôi, con Sake là những cái con mà đỏ trắng đen mà chúng ta hay hay thường thấy. Sen gọi là sen senke hả? Rồi chúng ta đọc thế đi. Senke. Đấy. Mình thích nhất là cái con Yamabuki bởi vì nó vàng. Ơi, phía dưới kia có một con vàng à. Ồ, cái con này to khủng khiếp. Và đây đây là mình nghĩ đây, đây là cái giống hình như là giống mới và nó trắng các bạn à. Nó trắng mà theo kiểu là trắng trắng hồng hồng, cái màu nó à, màu không phải là trắng 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 bạch mà màu trắng hồng hồng khác là đẹp. Được 11 phút rồi mà vẫn còn thấy rất là khói, rất là mê. Chúng ta sẽ đi. À đây là những cái khu mà chuẩn bị thả cá tiếp. Đấy. Mình thấy nó rất là sâu, có nghĩa là cái hồ để mình qua luôn, mình liều mình qua thử cái mình qua. Đấy, cái hồ nó sâu khoảng tầm mét mấy á. Đấy. Vai. Đây, đây là những cái con rất là đẹp mà mình nghĩ size rất là to. Tuyệt vời. Cứ muốn đi qua đi lại mãi thôi các bạn, không muốn dừng luôn. À, ở phía dưới kia nó có một con size rất là to và màu cũng khá là đẹp. Wow. À, nhìn xa xa nè. Đấy, rồi chúng ta đi dạo một vòng nữa ha, trước khi mà mình cấp máy. Đấy, nhìn mê quá, nhìn đẹp quá. Này chúng ta sẽ coi những cái con size nhỏ nè ha, nhìn những con size nhỏ như thế này bơi. Đấy, cũng đẹp, đẹp ấn tượng. Đấy. Và bên này là chúng ta sẽ nhìn lại những con Yamabuki. Đấy, màu vàng Yamabuki. Wow, hôm nay biết được tên luôn. Tuyệt vời. Yamabuki là những con vàng ươm như thế này. Đấy, vàng to như một chiếc tàu ngầm. Như một chiếc tàu ngầm luôn. Wow. Để mình coi con màu đỏ gọi là Benigoi. À thế nha. Benigoi. Ồ, con màu vàng Yamabuki. Khổng lồ, to khủng khiếp. Cái hồ cái khu này là mình thích nhất. Bởi vì nó cá nó rất là to mà nhìn ở ngoài cái hồ mà thả cho khách xem thì không to bằng như thế này. Rất đẹp. Coi mê luôn, khúc này mê luôn. Này những con này hay, rất là lạ này, con màu rất là lạ. Màu xám xám giống như cá chép á. Đấy. Yamabuki. Ấn tượng. Đấy, con Yamabuki này. Mình sẽ để cái tay xuống rồi nó tới không? Tới không? Wow. Wow, nó tới luôn các bạn. Wow, tuyệt vời. Ồ, chúng ta sẽ để nó luôn. Chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ giả thức ăn cho nó tới thôi. Wow, đẹp tuyệt vời. Rồi, thôi thế nha, chúng ta sẽ kết thúc tại cảnh quay rất là nhiều nè. Có con Yamabuki. Rồi. Wow, đẹp quá. Wow. À có anh chủ kia rồi, hay là mình lên mình sẽ làm một đoạn